Để đạt kết quả cao ở các phần thi tại Hội thao Trung đội Dân quân Cơ động huyện Lang Chánh năm 2020, trong những ngày này, Ban Chỉ quân sự xã Đồng Lương đã tổ chức luyện tập nghiêm túc, có chất lượng cho lực lượng Trung đội Dân quân Tự vệ Cơ động xã. Được biết, tại Hội thao Trung đội Dân quân Cơ động huyện Lang Chánh năm 2022, Trung đội Dân quân Cơ động xã Đồng Lương sẽ có 28 người tham gia ở 4 phần thi là điều lệnh, võ tay không, 3 môn phối hợp là bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, thể lực chạy vũ trang 3.000m và xử trí tình huống A2. Trung đội Dân quân Cơ động đánh chiếm, bảo vệ mục tiêu khi có gây rối và loạn có vũ trang. Ông Lê Văn Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Lương cho biết, nhận được kế hoạch hội thao của cấp trên, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện tuyển chọn lực lượng tham gia, phân công cán bộ huấn luyện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức luyện tập cho các vận động viên. Nhìn chung, lực lượng tham gia đều khắc phục khó khăn, tích cực, nhiệt tình trong luyện tập. Tất cả đang quyết tâm hoàn thành các nội dung, thuần thục động tác nhằm đạt được thành tích tốt trong hội thao. Cùng với việc tổ chức luyện tập để tham gia các phần thi, Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Lương đã tích cực cùng với Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị những nội dung mà hội thao sẽ được tổ chức thi tại địa điểm trên địa bàn xã, như chuẩn bị thao trường bắn, khu vực sân bãi thi ném lựu đạn xa đúng hướng, các địa điểm thi võ thuật, xử trí tình huống A2 và trang trí hội trường cho lễ bế mạc hội thao. Hy vọng với sự tích cực luyện tập, vượt lên những khó khăn vất vả của thời tiết, những giọt mồ hôi nơi thao trường của lực lượng Trung đội Dân quân Tự vệ Cơ động xã Đồng Lương sẽ được đổi lại bằng thành tích cao đạt được của đoàn tại hội thao sắp tới, góp phần để hội thao Trung đội Dân quân Cơ động huyện Lang Chánh năm 2022 thành công tốt đẹp.